Sau khi tôi tiếp xúc với cái con cầy này nhiều hơn thì là tôi đã quên đi những cái giấc mơ của mình từ trước là muốn ra các thành phố lớn. Vì là tiếp xúc với con cầy này tôi cảm thấy gần gũi và nó đem lại cho mình một cái lợi nhuận kinh tế rất là cao. Xin chào bà con đến với Nông Lâm.net, kênh mong muốn gửi đến bà con thật nhiều thông tin hữu ích về các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Trong video này, kênh sẽ giới thiệu đến bà con một mô hình chăn nuôi hiệu quả tại Tuyên Quang, đó là mô hình chăn nuôi cầy vòi mốc của anh bạn trẻ Nguyễn Văn Vĩnh. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Vĩnh không đi làm tại các cơ quan tổ chức mà đã quyết định ở lại quê hương. Anh đã từ bỏ những dự định của bản thân để ở nhà và tiếp quản trang trại chăn nuôi động vật hoang dã của mình. Anh Vĩnh cũng không ngờ rằng quyết định này của anh lại đưa anh một bước lên mây. Anh đã có một mức thu nhập cao mà bao người mơ ước. Bà con và quý khách hàng muốn giao lưu với anh Vĩnh hay tham quan trực tiếp mô hình nuôi cầy của anh, hãy đến địa chỉ tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Xin chào bà con, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Vĩnh, chủ trang trại chăn nuôi động vật hoang dã tại Tuyên Quang. Cơ duyên của tôi chăn nuôi cái con cầy vòi mốc này là tôi bắt nguồn từ nối nghiệp từ bố mẹ. Thì cũng chia sẻ thật với lại mọi người là tôi đến với cái con cầy vòi mốc này thì nó cũng có rất nhiều nỗi buồn và cũng niềm vui lẫn lộn. Thì là trước kia là tôi học xong 12 thì là tôi định hướng và cái suy nghĩ của tôi là tôi muốn, mơ ước của tôi là tôi muốn bước chân vào trường đại học xây dựng. Thế nhưng mà bố mẹ tôi cứ định hướng cho tôi, muốn tôi là bước chân vào thi vào trường đại học thú y. Mình đi học thú y này thì là sau này mình có thể là về chăn nuôi, chia sẻ cho bà con những cái kinh nghiệm về những con thú y giữa các thứ. Thì tôi cũng nghe theo lời khuyên của mẹ là tôi đi học thú y. Và sau khi học xong thú y về thì tôi có dự định là không muốn về nhà, thì muốn xin vào các công ty để mà mình muốn bám trụ ở thành phố để mình có một chút gì đó tự lập. Thế nhưng mà bố mẹ lại không đồng ý và bắt mình về. Bố mẹ định hướng cho mình là nối nghiệp chăn nuôi cái con cầy vòi mốc này. Sau khi tôi tiếp xúc với cái con cầy này nhiều hơn thì là tôi đã quên đi những cái giấc mơ của mình từ trước là muốn ra các thành phố lớn. Vì là tiếp xúc với con cầy này tôi cảm thấy gần gũi và nó đem lại cho mình một cái lợi nhuận kinh tế rất là cao. Anh Vĩnh kể lại, khi mới tiếp quản thì chỉ có hơn 40 cặp cầy bố mẹ sinh sản. Sau hơn một năm chăm sóc, anh đã xuất đi một lứa cầy đầu tiên. Trừ hết các chi phí chăn nuôi đã đem lại cho anh thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Anh cảm thấy rất vui với mức thu nhập cao từ chăn nuôi con cầy vòi mốc. Đồng thời, anh thấy định hướng của bố mẹ anh về việc khuyên anh nối nghiệp nuôi cầy là rất đúng đắn, bởi vì con vật nuôi hoang dã này đã đem lại thu nhập cho anh cao hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng trang lứa. Nhận thấy triển vọng thu nhập cao từ con cầy vòi mốc và nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, anh Vĩnh đã quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi lên khoảng 2.000m² và sàng lọc nhân giống cầy vòi mốc để cung cấp ra thị trường tiêu dùng và chăn nuôi. Hàng ngày là mình chăm sóc con cầy thì bố mẹ mình cũng hiểu được cái việc là mình cũng đủ chín chắn để mà bàn giao lại cơ ngơi cho tôi. Và lúc mà bố mẹ tôi bàn giao lại cơ ngơi đó cho tôi thì là lúc đó mới có hơn 40 cặp bố mẹ sinh sản. Và sau một năm tôi chăm sóc thì tôi xuất đi một lứa cầy đầu tiên. Thì trừ hết những cái chi phí đi thì là tôi thu về được hơn 1 tỷ. Thì lúc bấy giờ tôi cảm thấy rất là vui và tôi đã khoe với bố mẹ. Đấy. Thì tôi suy nghĩ là bố mẹ mình định hướng cho mình như thế là đúng. Vì là lúc bấy giờ các bạn bè cùng trang lứa với cái thời điểm đó thì không ai có thể là thu nhập được khoảng 100 triệu đồng trên một tháng. Và tôi đã chia sẻ với bố mẹ tôi và tôi cũng quyết định là bàn với bố mẹ là mở rộng trang trại ra. Thì lúc bấy giờ thì bố tôi cũng có một chút
suy nghĩ là lo sợ là gọi là mình chưa đủ chín chắn để vươn xa hơn. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với bố mẹ là sau một cái thời gian mà con đã tiếp xúc với con cầy này thì con có đã đủ kiến thức và kinh nghiệm, và cũng như là đã có thị trường để mình có thể là mở rộng thêm ra. Và từ đó tôi bắt đầu sàng lọc ra những cái con giống tốt nhất để mình làm những cặp sinh sản bố mẹ. Và những con mà không đạt tiêu chuẩn bố mẹ thì là tôi có thể là xuất đi thương phẩm. Và kể từ khi đó đến nay thì là tôi đã tích lũy được hơn 3.000 mét vuông đất và hơn 2.000 mét vuông chuồng trại. Cầy vòi mốc có một tên gọi khác là chuồn mốc. Đây là vật nuôi có nguồn gốc hoang dã nên sức đề kháng cao, ít bệnh tật. Nguồn thức ăn của chúng bao gồm các loại hoa quả có vị ngọt và cháo thịt các loại nên chi phí tương đối thấp. Chuồng trại làm cũng đơn giản, giá rẻ. Vì vậy mà anh Vĩnh đã nhân giống đàn chuồn mốc rất nhanh. Đến thời điểm hiện tại, trang trại của anh Vĩnh đã có hơn 800 cặp bố mẹ sinh sản và hơn 1.000 con giống và con thương phẩm. Quê hương Sơn Dương, Tuyên Quang là nơi khởi nguồn về chăn nuôi các loài động vật hoang dã. Trang trại của anh Vĩnh là một trong những trại đi đầu trong việc cung cấp chuồn giống cho nhiều bà con chăn nuôi trên cả nước và đã có rất nhiều thành công với mô hình chăn nuôi này. Đến thời điểm bây giờ thì tôi đã có hơn 800 cặp bố mẹ sinh sản và hơn 1.000 con giống và con thương phẩm. Và cũng như bà con đã được biết, mảnh đất Tuyên Quang này là cái nôi khởi nguồn của những con động vật hoang dã nói chung và con cầy vòi mốc này nói riêng. Phần lớn các trang trại từ miền xuôi và các bà con ở trong tỉnh phía Nam khởi nghiệp bắt giống từ các trang trại Tuyên Quang, và cho đến nay là đã có rất nhiều bà con đã thành công trong việc là chăn nuôi con cầy mốc. Cầy vòi mốc là loài động vật thuộc danh mục được phép chăn nuôi dưới sự quản lý của nhà nước. Anh Vĩnh chia sẻ, trại của anh đã đăng ký chăn nuôi với chính quyền địa phương. Vì vậy khi xuất bán cầy vòi mốc, bên anh đều có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc pháp lý. Đồng thời, nhà nước cũng khuyến khích bà con nhân dân chăn nuôi loài vật nuôi hoang dã này để phát triển kinh tế gia đình. Bà con nào có niềm đam mê chăn nuôi thì hãy đến trực tiếp trại anh Vĩnh tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để được anh tư vấn tỉ mỉ, chi tiết. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Khi được tiếp quản cái cơ ngơi của gia đình thì tôi cũng có đến ủy ban xã và cơ quan kiểm lâm để hỏi về cái thủ tục đăng ký, thì là đã được các cơ quan kiểm lâm và ủy ban xã rất là ủng hộ. Và cũng chia sẻ là nếu như mà mình mở rộng cái trang trại ra thì sẽ được nhà nước là hỗ trợ về vốn và tạo mọi điều kiện để mình phát triển quy mô chăn nuôi để bảo tồn các con động vật hoang dã quý hiếm. Vì vậy trang trại tôi cung cấp con giống ra cho bà con chăn nuôi thì trang trại tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ các thủ tục pháp lý để bà con về đăng ký tại địa phương một cách thuận lợi nhất.